cái cách của mình làm như thế này nè mọi người, là để dùng liền, không có để cái món này được lâu ha. Nếu mà mọi người muốn để cái món này lâu hơn á thì mình phải nấu nước muối, đường để nguội xong mà mới đổ vào cái xoài với cốc này ha. Còn mình thì làm như thế này nè, là mình ăn liền. Lan xin chào ngày mới tất cả mọi người, chúc mọi người ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Lần trước mình đã ăn cốc xoài cùng với mắm ruốc. Bây giờ mình sẽ làm món cốc xoài ngâm muối đường cho tất cả mọi người cùng xem. Nếu những ai đã làm món này rồi thì xin bỏ qua. Còn những ai chưa làm, xin mời tất cả mọi người theo chân mình vào bếp xem mình làm món này như thế nào nha. Xin mời tất cả mọi người theo chân mình. Cốc thái nè mọi người, mình vừa hái ngoài vườn vào lúc nãy, trái nó nhỏ nhỏ không mà mọi người. Bây giờ mình sẽ bào ra, bào cùng với lại hai trái xoài này lúc sáng mình cũng mới mua nè mọi người. Giờ mình sẽ bào ra ha, đổ vào rổ này bào cho nó nhanh. Bào ra rồi một chút nữa mình ngâm muối đường nha. Mình ngâm muối đường, mình ngâm cái cốc thái, cái cốc nhỏ non nè mọi người. Ăn nó ngon hơn là cốc to mọi người. Cốc to thì nó bị sơ không mọi người. Nhưng mà hình như mấy hôm nay mình ra ngoài chợ á, mình đi tìm cốc mà không thấy cốc mọi người. Mình định mua cốc về mình ngâm, nhưng mà không có cốc. Về nhà hái cốc thái. Nhỏ nhỏ bạo cực có mồ luôn. Cốc quá mình gọt bỏ cái vỏ sâu sâu vô mọi người, gọt hết vỏ xanh nha mọi người, gọt mà chừa cái vỏ xanh á, nó rất là chua. Mình gọt sát vô lòi có cái ruột trắng trắng ở trong ra mọi người, mình ăn cho nó ngọt. Chứ cốc thái mà mọi người gọt chừa cái vỏ xanh xanh ở ngoài á, ăn nó chua lắm nha. Mình gọt cốc xong bây giờ mình sẽ bào xoài ra luôn mọi người. Trái này có vẻ còn non nè, chắc chua lắm nè, thấy kiểu non chua á mọi người. Mình làm xoài ngâm này nè, mình làm xoài xanh nó mới ngon. Xoài mà xoài chín xoài già nó không ngon đâu mọi người, nó dễ mềm lắm. Vì mình ngâm cái này nè, mình dùng trái xoài mà còn xanh tươi á, nó mới có độ giòn. Xoài và cốc mình sẽ ngâm vào thau đá khoảng 15 phút cho nó có độ giòn nha mọi người. Sau đó mình sẽ vớt ra để ráo rồi mình sẽ đi ngâm muối đường nha. Khi xoài và cốc được ngâm vào thau đá khoảng 15 phút, bây giờ mình sẽ vớt ra ha, vớt ra để ráo nước. Cốc và xoài sau khi mình vớt trong đá ra để ráo, bây giờ mình dùng một cái muỗng mọi người, mình dùng cái cán muỗng mình xăm nó như thế này nè mọi người, xăm nó cho nó có những cái dấu á, để khi mình ngâm muối đường á nó dễ ngấm vào hơn. Thế này lẽ ra dùng cái nĩa mọi người, mà mình bỏ quên cái nĩa rồi.
mình không có mang cái nĩa về, cho nên mình dùng cái muỗng mình xăm như thế này. Thay vì người ta chẻ mọi người, nhưng mà cái cốc này nhỏ quá, mình sẽ không chẻ, mình sẽ xăm như thế này nè mọi người. Mình xăm xoài cũng vậy, mình không xăm ngang ha, mình xăm dọc theo trái xoài ha, để lát nữa mình chẻ trái xoài nó không có bị vỡ. Nếu mọi người xăm ngang á thì những cái vết đứt này nè nó cắt ngang một lát, mọi người chẻ lỡ cái miếng nó mỏng quá thì nó sẽ bị đứt ha, đứt rời ra nhìn nó không có đẹp. Mình sẽ xăm như thế này nè mọi người, để lát mình ngâm muối đường á cho nó ngấm vào cho nó ngon. Mình sẽ sắc xoài ra nghe mọi người. Mình sắc miếng cũng vừa vừa ăn thôi mọi người, mình đừng có sắc to quá. Mình sẽ đổ hết cốc và xoài nè vào ngâm muối đường nha mọi người. Khoảng hơn 1 kg cốc và xoài, mình dùng khoảng một muỗng canh muối ớt này đâm sẵn nha mọi người. Mình đã đâm trước rồi, mình rắc đều vào đây. Mình đổ khoảng 800g đường nha mọi người. Mình sẽ trộn đều. Trộn đều rồi mình để khoảng vài tiếng là mình ăn được rồi mọi người. Nếu mà ai muốn nó ngấm, nó ngấm đường vào nhiều á thì mình để qua ngày mai. Còn nếu mà ai gấp ăn liền á thì mình để khoảng 4-5 tiếng là mình ăn được rồi. Nhưng mà cái này mọi người không có để được 2-3 ngày đâu ha. Để ngày thứ nhất và ngày thứ hai à. Mọi người để lâu quá nè nó sẽ chua, nó ê nha, nó sẽ có mùi rượu. Tại vì cái này mình làm số lượng ít á, ở nhà ăn chỉ cần vài tiếng hoặc là trong một ngày mình đã ăn hết rồi mọi người. Nếu mà mọi người làm bán á thì mọi người phải nấu nước đàng hoàng ha. Hoặc là làm cho một cái đám giỗ hay gì lớn lớn ăn á, mình phải nấu đàng hoàng cho nó đảm bảo vệ sinh ha. Còn này là thay vì mình chấm muối đường, muối ớt mình ăn liền á mọi người. Nhưng mà mình không có chấm muối ớt, mình trộn vào như thế này nè, để cho đường với muối nó ngấm vào trong xoài với cốc khoảng 4-5 tiếng gì đó mình ăn được rồi. Còn ai muốn cốc xoài nó ngon hơn á, để lâu hơn á thì mình để qua đêm ha. Mọi người nhìn phía trên nè, đường nó phủ rất là nhiều phải không mọi người? Nhưng mà không có sao đâu, một lát đường nó chảy nước ra hết rồi mọi người. Nếu mà mọi người làm ít đường quá đó thì cái xoài và cốc này nó không có độ giòn nữa ha. Cho nên mình phải làm đường nhiều nhiều nó mới có độ giòn. Một chút nước đường này nó chảy ra hết rồi nó ngấm rồi, mình thấy đủ rồi thì mình sẽ đổ nước đường mình bỏ mọi người. Mình sẽ cắt ớt vào trong đây nghe mọi người, cắt thêm ớt vào trong đây để cho nó cay ha. Nãy mình có đâm muối ớt rồi nhưng mà mình đâm ít lắm sợ nó không có cay mọi người. Mình cắt thêm ớt này vào, cái món này nó vừa mặn vừa chua chua vừa ngọt ngọt cay cay mới ngon. Mình ngâm món xoài cốc này tối nay, sáng mai là mình lấy ra mình dùng được rồi đó mọi người. Mình đã ngâm xoài cốc trong cái thau này từ chiều tối hôm qua mọi người. Người xem mà bây giờ nó hôm qua mình ngâm nó tươi, bây giờ nó teo lại nè. Mình ngâm xong rồi mình bỏ mình ngủ.
giờ sáng ra mình thấy nó teo hết à. Mình sẽ tắt máy quay, mình vớt ra rồi mình cũng ăn nha mọi người. Món cốc xoài ngâm của mình vừa hoàn thành xong rồi mọi người, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ sẽ mời tất cả mọi người cùng mình thưởng thức xem nó như thế nào nha. Bây giờ mình ăn trước trái cốc đi. Mình có chuẩn bị sẵn chấm với ớt đây nè mọi người, nhưng mà thôi, như thế này là mình đủ, mình không chấm đâu. Mời tất cả mọi người ăn trái cốc với mình nha. Trái cốc giòn rất là ngon mọi người, chua chua cay cay ngọt ngọt thì giòn rất là ngon. Giờ mình sẽ thử miếng xoài xanh nha. Xoài xanh xong rồi lấy xoài vàng, mời tất cả mọi người nha. Rất là giòn luôn mọi người. Ngọt ngọt cái cây rất là ngon. Làm món này nè mọi người phải làm đường nhiều nhiều nha mọi người, đừng tiết kiệm đường. Mọi người tiết kiệm đường là bắt đường quá nó sẽ không giòn nữa ha. Giờ mình sẽ ăn thử miếng xoài vàng nha mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Rất ngon luôn. Chung là cái màu nào cũng ngon hết mọi người. Cái xoài vàng á nó hơi mềm hơn nhưng mà nó vẫn ngon nha. Còn cái xoài mà xoài xanh á, mua mình nghĩ chua nhưng mà khi mà ngâm vô rất là ngon. Hai cái cốc nè mọi người, nó là cốc non á, mình ăn á có hộp nó mình nhai luôn mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Chào mọi người, nếu mọi người thấy món xoài cốc ngâm muối đường của mình ngon thì mọi người hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách chia sẻ rộng rãi video cho tất cả mọi người cùng xem. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video lần sau.